tặng cho ngươi lễ. Cái gì vậy? Trời ơi, hôi quá. Mùi gì hôi quá? Dạng Trân Sơn, hôm nay huynh đệ đến đây chúc thọ, tặng cho ngươi vạn lượng hoàng kim, chúc ngươi kim ngọc mãn đường. Đứng lại hết cho ta. Thì ra là Lữ đại hàng chủ Thái Hành Sơn. Mấy năm nay phát tài lớn, trong nhà chứa đầy hoàng kim dùng không hết. Bên mình còn đem theo nhiều như vậy à? Dạng Trân Sơn, 3 năm trước, huynh đệ ta gây án ở Thái Nguyên Phủ, có kẻ âm thầm thông báo tin tức. Hai huynh đệ Lữ Dĩ ta mất mạng, cho đến năm ngoái mới điều tra được là do ngươi làm ra. Ngươi nói, chuyện này giải quyết thế nào? Đúng vậy, chính thọ dạng ta đã thông báo tin tức. Những chuyện làm ăn không cần vốn trong giang hồ cũng không đáng nói. Nhưng huynh đệ Lữ Dĩ của ngươi đã cưỡng hiếp con gái nhà người ta, giết cùng lúc 4 mạng người. Những chuyện tán tận lương tâm như vậy, để Dạng Chấn Sơn ta thấy được, ta có thể không quản sao? Dạng Chấn Sơn, ngươi đúng là hảo hán nhĩ hiệp, nên quang minh chính đại ra tay chống lại bất công, sao lại âm thầm thông báo tin tức, còn chiếm hết 6.000 lượng mà quân đệ ta đã chiếm? Ngươi thật bỉ ổi vô sĩ, có gan thì sống chết đi. Tên khốn này ăn nói ngông cuồng, không giáo huấn ngươi, ngươi không biết lợi hại của họ Dạng này. Không cần các con ra mặt, Lữ đại hàng chủ, 3 năm không gặp, võ công của ngươi nhất định đã tiến bộ. Hôm nay ta sẽ thỉnh giáo ngươi. Làm dơ đồ mới của sư phụ ta, ngươi mau đền đi, đền cho ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã làm dơ đồ mới của sư phụ ta, ngươi đền cho ta, đền. Ta tốn rất nhiều ngân lượng, đền cho ta. Ngươi, cho ngươi biết, ta không đánh với ngươi. Bộ đồ mới này là sư phụ ta bán bò đại hoàng để mua, dân nhiên, ngươi đền cho ta. Đồ khốn, tiểu tử nhà ngươi, ngươi nói cái gì? Cho ngươi biết, ngươi mau đền cho ta. Bộ đồ này là do sư phụ của ta bỏ ra 3 lượng bạc để mua. Dân nhi, lập tức qua đây cho ta. Sư phụ, ngươi không tiện kêu hắn đền thì con bắt hắn đền. Con làm dơ đồ của người ta không thể không đền. Người thôn quê không dễ ăn hiếp đâu. Địch hiền điệt, con lùi lại đã. Đồ của sư phụ con để ta đền cho. Đại sư bá, đồ không phải do sư bá làm dơ, sao sư bá lại đền? Con bắt hắn đền là được rồi. Ngươi có chịu đền hay không? Đền đi, Dừng Nhi. Dạng Trân Sơn, đây là khách ngươi mời tới sao? Không sợ bị người ta cười vào mặt à? Địch sư đệ, đệ muốn làm gì? Quỳ Nhi, không cần các con lo. Đền cho ta. Địch Hiền Điệt, lùi lại. Không được, hôm nay nhất định phải bắt hắn đền. Mau đền đi. Ngươi không đền cho ta, còn đánh ta nữa. Ta đánh tên ngốc nhà ngươi thì làm sao? Được, ngươi đánh ta, ta cũng đánh ngươi. Địch Hiền Điệt, con đánh không lại hắn đâu. Đánh không lại, con cũng phải đánh. Sư huynh, huynh lui xuống đi, để Dạng sư bá đánh hắn. Mừng thọ mà đánh nhau mất vui. Thích sư đệ, nó không nghe lời của ta, để kêu nó lui xuống đi. Địch Dân, lui xuống. Người mau đền đi. Sư huynh, ai ơi,
Hay quá, hay quá. Dạng Chân Sơn, ngươi đợi đó. Ngươi đứng lại. Ngươi vẫn chưa đền đồ. Ngươi. Dân Nhi, sư phụ, con may mắn chiến thắng, đừng đuổi theo. Nhưng con quần áo của người. Không sao, sư huynh, huynh không sao chứ? Để muội coi. Không sao. Chết rồi, đồ của con bị tên khốn đó làm dơ rồi. Sư huynh, khốn kiếp, con sẽ không tha cho hắn làm dơ đồ của người ta. Cơm còn chưa xin được, vậy mà bể chén rồi. Thử hỏi tính làm sao đây? Làm gì vậy? Lão bá, lão bá, lão bá, lão bá, cảm ơn người. Cảm ơn ta gì chứ? Đói muốn chết. Đói quá. Đệ tử của ai vậy? Không biết. Đại sư huynh, Tam sư đệ, chúc mừng đệ có một đệ tử giỏi như vậy. Quá khen, quá khen. Khuê Nhi, có, đưa cả nhà Tam sư thúc của con vào phòng khách thay đồ, chuẩn bị dự tiệc. Đa tạ. Nhà họ Dạng sao vậy? Chuyện lớn như vậy cũng để người ta ra mặt nữa. Phải, thật là kỳ lạ. Tam sư thúc mời. Nghe nói cả nhà thúc đến đây, cha con đã chuẩn bị sẵn phòng cho mọi người. Khách sáo quá, hai người cũng đã 10 năm không gặp rồi thì phải. Phải, nên là lần này cố gắng nói chuyện. Chắc chắn rồi. Phòng của sư thúc và địch sư đệ ở đây. Thích sư muội. Khuê phòng của muội bên này. Hương Nhi. Dạ. Tam sư thúc mời. Được. Thích sư muội. Cha muội là tam sư thúc của ta. Từ nay chúng ta sẽ là sư huynh muội. Cho nên ly rượu này ta đặc biệt kính muội. Muội, muội không biết uống rượu. Không sao, chỉ là một ly. Nể mặt Dạng Khuê một chút đi. Dạng sư huynh, nếu như sư muội không biết uống rượu, vậy ta thay muội ấy uống. Sư huynh, huynh không sao chứ? Không sao. Địch sư đệ, hôm nay đệ giành được thể diện lớn cho nhà họ Dạng rồi. Các anh em ở đây lần lượt mời đệ một ly, bày tỏ thành ý. Cảm ơn các vị sư huynh. Đệ không uống được đâu. Sư huynh của muội không uống được. Uống đi mà, uống đi. Lúc nãy rượu của thích sư muội đệ uống rồi. Vậy thì rượu của các vị sư huynh đệ, đệ không uống sao? Đệ không uống. Sáng nay gia sư kêu đệ lui xuống 3 lần, nhưng đệ hoàn toàn mặc kệ. Bây giờ tất cả mọi người mời đệ uống một ly, nhưng đệ lại không chịu uống. Có phải coi thường họ Dạng này không? Không phải, không phải. Ta kính đệ một ly. Dân Nhi, uống. Sư phụ, con không uống được. Uống đi. Uống đi. Uống đi mà. Uống đi. Tốt, tốt. Đến lượt ta. Tốt. Đến lượt ta. Uống của ta nữa. Uống đi, hay quá. Hay, địch sư đệ đúng là độ lượng. Địch sư huynh, vừa nãy nghe thơ huynh làm, huynh vẫn chưa biến thành chó nhỏ hả? Sao ta là chó được? Nếu như ta là chó, vậy mọi người cùng nhau uống rượu, vậy thì chẳng khác nào một đám chó cũng uống rượu. Ngươi nói cái gì? Cái gì? Ta nói gì sai hả? Dạng sư huynh, ta nói gì sai à? Sai rồi. Ngươi mà đòi giống bọn ta sao? Ngươi là con chó. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi là con chó. Ta là chó. Các ngươi vẫn xem thường người ở quê. Địch sư đệ, hôm qua đệ phô trương ra mặt là vì tương môn hạ Dạng gia ta ở Kinh Châu đều là phế vật, đúng không? Có phải tất cả đệ tử Dạng gia đều không bằng ngươi, đúng không? Quần áo của sư phụ ta bị người kia làm dơ, đương nhiên ta phải tìm hắn bồi thường. Liên quan gì tới các ngươi? Hôm qua ngươi ở trước mặt các khách mời đã để lộ mặt mũi lớn, mặt mũi của đệ bọn ta bị mất sạch. Sau này đừng nói là hành tẩu giang hồ, ngay cả thành Kinh Châu cũng khó mà đặt chân.
Ngươi làm vậy không thấy quá đáng sao? Ta không biết. Tam sư đệ, tiểu tử này giả ngốc, nói nhiều với hắn làm gì? Tỉ võ với hắn đi. Đúng đúng, tỉ võ đi. Đi. Ta không đánh với ngươi. Đi. Giỏi, ngươi không dám tỉ võ với ta. Không phải, sư phụ ta đã nói không muốn ta động thủ với người khác. Ta nghe lời sư phụ. Ngươi sao lại cắt rách áo của ta? Ngươi đền đi. Vậy mà còn dám so đo với chúng ta. Tên ngốc này vậy mà dám chơi thật. Tam sư đệ, đừng nhường hắn. Ta không làm ngươi bị thương đâu. Ta không đánh với ngươi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì hả? Ta muốn đâm thêm ngươi vài nhát kiếm. Ngươi xem ngươi thua rồi. Dừng tay lại đi. Ngươi xem ra đồ đệ của Tam sư thúc chỉ có thể bắt chước chó sủa gâu gâu. Phơi xác không đi được, nhìn người sủa gâu gâu đi theo Tam sư thúc mãi mãi giống con chó. Dám mắng sư phụ ta, ta đánh liều với các ngươi. Các ngươi hai đánh một, thật mất mặt. Ngươi nói cái gì? Gì mà mất mặt? Các ngươi nói lại lần nữa. Bọn ta bắt nạt ngươi thì sao? Nói. Nói. Ta nói cho các ngươi biết, cho dù các ngươi có xông lên, ta cũng sẽ không để sư phụ ta mất mặt. Xem ra tiểu tử này đánh không lại Tam sư đệ rồi. Nếu bị thương tới tính mạng, mặt mũi của thích sư phụ không ổn rồi. Chúng ta giúp hắn đi. Không sai, đừng để sư huynh lỡ tay đánh người. Năm đó, đồ nhà quê, chịu thua chưa? Phục cái đầu ngươi. Mấy người các ngươi đánh một mình ta, vậy mà là anh hùng hảo hán à? Còn cứng miệng. Ta chỉ dùng một chút sức thôi là cắt đứt yết hầu của ngươi. Ngươi làm đi. Có bản lĩnh thì cắt đứt yết hầu của ta đi. Nếu như ngươi cắt không đứt thì không phải là anh hùng hảo hán, mà là con rùa rút cổ. Đánh hắn. Đánh. Hôm nay ta tha cho ngươi. Nếu ngươi không phục, có thể khóc tìm sư phụ, sư muội ngươi. Cứ nói bọn ta đông người bắt nạt một mình ngươi, đánh ngươi bị thương. Cái thằng nhà quê như ngươi khóc lóc cáo trạng đó. Cáo trạng gì? Đại trượng phu báo thù, chỉ cần một mình là đủ. Ta để lại dấu ấn trên mặt ngươi, để sư phụ ngươi phải mở miệng hỏi. Trời ơi, đại trượng phu biến thành con chó gấu rồi. Khóc luôn. Dặn Khuê, lúc ngươi tới nhà bọn ta mua rượu giết gà. Ngươi đúng không phải là người. Giỏi, nếu ngươi đã chịu tuổi thân thì đi nói với cha ta, kêu ta trừng phạt ta, thay ngươi trút giận. Dặn sư bá, tám đồ đệ của ngươi bắt nạt ta, ngươi xả giận cho ta đi. Ngươi,
Chỉ có đám đồ đệ tồi tệ khốn nạn như các ngươi mới đi tìm trưởng bối cáo trạng, ta không thèm. Vậy được, giỏi lắm. Ngày mai bọn ta trở lại đánh nữa. Hôm nay thiếu gia xin cáo từ. Đi. Các ngươi chỉ biết ăn hiếp người khác thôi, không biết lý lẽ cái gì hết. Ta sẽ báo thù. Các ngươi ăn hiếp người khác, ta sẽ báo thù. Ta sẽ báo thù. Không đánh lại người ta hả? Lại bị ăn đòn rồi chứ gì. Có đáng không hả? Ta già rồi, không ai quan tâm ta. Bị phong thấp đau lắm, biết làm sao giờ. Cụ già, trên người ta chỉ có từng này tiền. Ông cầm đi mua vài cái bánh bao ăn đi. Cảm ơn cậu thanh niên. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Nhưng chỉ cho tiền thì cũng vô dụng. Cái lưng của ta bây giờ đau lắm. Ta không có con cái gì hết. Xin ngươi đấm lưng giúp ta. Ta đau chết rồi. Đau quá. Đau quá đi mất. Người trẻ tuổi, đấm lưng mạnh một chút nữa đi. Đang gãi ngứa hay gì? Nào nào nào, ngồi xuống, ngồi xuống. Đấm cho đàng hoàng. Đấm đàng hoàng một chút chứ. Đấm đàng hoàng một chút đi, nhẹ quá. Cụ già, tôi sợ nắm đấm này của tôi sẽ đấm gãy lưng ông. Nếu ngươi đánh gãy xương ta được thì ngươi sẽ không bị người ta đánh nữa. Ông, người trẻ tuổi đánh mạnh đi. Mạnh vào. Mạnh vào. Người trẻ tuổi, sao vẫn đấm nhẹ vậy? Chẳng trách lại bị người ta đánh một trận. Người như ngươi thì sống làm cái gì? Ông, đấm đi. Cậu không có dùng sức tí nào luôn đó. Vậy tôi đấm thật đây. Đúng rồi, đấm đi. Đã quá. Đấm mạnh lên. Đấm mạnh lên. Mạnh lên. Ông dùng cách gì để đánh tôi? Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Ngẩng đầu lại trốn chạy, cúi đầu tử cố hương. Tại sao lại giống với khẩu quyết chiêu thức mà sư phụ đã dạy cho ta? Chiêu thức của quyền pháp và kiếm pháp cũng sẽ không giống nhau. Chẳng qua là sư phụ ngươi dạy không tốt thôi. Ông nói vậy, sao ông lại nói sư phụ ta như vậy? Nếu sư phụ ngươi dạy tốt thì sao ngươi đánh không lại mấy đứa kia? Là vì bọn họ nhiều người đánh một mình ta. Đương nhiên ta đánh không lại. Nếu như là một đánh một, để xem ai thắng ai. Ta dạy ngươi hai chiêu võ công, để một mình ngươi đánh lại bọn họ. Có học không? Ông sao? Ngươi không tin có đúng không? Chi bằng qua đây đánh ta thêm một cái, ta đảm bảo đánh ngươi chết luôn. Được. Ta học. Ta học. Cụ già, ông dạy ta đi. Từ từ. Nếu ta dạy ngươi, ngươi có dám đánh người ta không? Đương nhiên ta dám. Cho dù đám tiểu tử đó đông, ta vẫn đánh một trận, không sao. Tốt. Qua đây. Thích cô nương, đây, giúp ta thử mấy mẫu hoa đi. Thẩm Thẩm, thật ra cô thêu đẹp lắm. Nếu đổi lại là tôi sẽ không cắt vậy đâu. Lúc nào tôi cũng thắt nơ bướm ở hai bên chữ hỉ hết. Để ta cắt cô xem. Được. Được rồi, mau luyện lại kiếm pháp của ngươi cho ta xem. Luyện đi. Đúng rồi, phải đọc cả tên của kiếm pháp ra nữa. Được. Cá ông
thánh thượng lai. Thú vị, thú vị. Nhị hoàng bất cảm quá. Ông cười cái gì? Ta luyện không tốt. Ông cũng không nên cười ta như vậy. Thích Trường Phát ơi, Thích Trường Phát, lòng dạ ngươi ta nghĩ không ra mà. Tiểu tử, đưa kiếm cho ta. Xem đây. Cô Hồng Thái Thượng Lai, Kỳ Quanh Bất Cảnh Cố. Lão bá, võ công thật cao siêu. Chiêu vừa nãy của ông trong chốc lát đã khiến kẻ địch lăn ra chết. Đúng không? Người trẻ tuổi, kiếm pháp lúc nãy dùng chính là kiếm pháp Thơ Đường. Thơ Đường, ta không biết kiếm pháp Thơ Đường, nhưng sư phụ của ta dạy là kiếm pháp Phơi Xác, cũng ghê gớm lắm. Một kiếm đâm tới, tất cả kẻ thù đều nằm phơi xác. Người trẻ tuổi ơi, ta nói người nghe, chiêu kiếm pháp vừa rồi của ta chính là bài thơ của Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh biết không hả? Trương Cửu Linh thân thế thanh cao, không tranh quyền đoạt vị, nên đem thơ của ông ấy quá thành kiếm thức, nên có ý phiêu diêu tự tại. Cô Hồng Hải Thượng Lai, Tri Quanh Bất Cảm Cố. Còn sư phụ của ngươi lại cố tình dạy thành Ca Ông Hám Thượng Lai, Nhị Quanh Bất Cảm Quá. Như vậy câu trước sẽ thành tiếng hô lớn, câu sau lại rụt đầu rụt cổ. Làm như vậy thì ý nghĩa của bài thơ sẽ không còn tồn tại. Tiểu tử, Thiết Tỏa Hoành Giang quả thật rất giỏi. Chưa từng có sư phụ nào dạy đồ đệ mình như vậy hết. Lợi hại, quá lợi hại. Ta muốn đi ngủ, không học nữa. Sao hả? Dây ta nói đúng không? Không muốn học với ta nữa à? Có lẽ ông nói đúng, nhưng ông nói sư phụ ta không đúng, ta không muốn học nữa. Sư phụ ta là người nhà nông, không biết chữ, không hiểu ông nói gì. Tiểu tử, ngươi nói sư phụ ngươi không biết chữ, vậy thật kỳ lạ. Người ở quê không biết chữ có gì lạ đâu. Thú vị, thú vị. Ta thích ngươi quá đi. Ta nói ngươi biết, ta thích tính cách của ngươi rồi đó. Vậy thì cho ta xin lỗi ngươi. Từ nay về sau, ta không nói sư phụ ngươi không đúng nữa, có được không? Được không? Vậy được chưa? Được rồi, chỉ cần ông không được nói sư phụ ta không đúng nữa, bây giờ ta có thể dập đầu trước ông. Được, ta thích nha. Được. Lão bá, võ công của ông lợi hại thật. Ta dập đầu trước ông. Được, dập đầu hai cái nữa đi. Thích cô nương, quê hương của cô nhất định rất đẹp. Đúng là rất đẹp. Cô rảnh thì đi xem thử, để tôi dắt cô đi chơi. Được. Thích cô nương, sư ca của cô từ nhỏ đã tới nhà các cô rồi phải không? Sư ca của tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ. Cha của tôi thu dưỡng Quỳnh ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng nhau luyện kiếm, chơi rất vui. Vậy tình cảm sư huynh muội của cô nhất định rất tốt. Ta thấy sư huynh của cô cũng là người tốt. Sư huynh của tôi quả thật rất tốt, chỉ là không tim không phổi, cũng giống như rau muống dưới quê chúng tôi vậy.
thính dấn kinh phong, liên sơn nhược bố đào. Chiêu này nên là phủ thính giăng kinh phong, liên sơn nhược ba đào. Lạc nê chiêu đại tỷ, mã lệnh phong tiểu điểu. Lạc nhật chiếu đại kỳ, mã kinh phong tiêu diêu. Hai trái lê vàng rớt xuống rồi. Được rồi, được rồi. Trong kiếm pháp của ngươi có mấy thứ kỳ quá. Vậy đi, ta dạy ngươi ba chiêu võ công, ngươi phải nhất định cẩn thận. Ngày mai đối phó bọn họ nhất định phải sử dụng. Bạch nhật y sơn tẩn, hoàng hà nhập hải lưu, dục cùng thiên lý mục, canh thượng nhất tần lâu. Dân nhi, chiêu này ngươi phải nhớ kỹ. Bạch nhật nhất phiến cận, trường hoạt như hải lưu. Chủ tử, nhìn rõ chưa? Ngư quần thiên lý mổ, căn thượng nhất tầng lâu. Sao? Sao ông đánh ta? Đánh ngươi. Ta dạy ngươi kiếm pháp mà ngươi nghĩ đông nghĩ tây, không đáng đánh sao? Là tôi sai rồi. Lão bá bá, vừa nãy ông dạy ta niệm pháp kiếm chiêu, so với âm điệu sư phụ ta dạy không giống lắm. Vậy nên ta mới cảm thấy kỳ lạ. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Chiêu vừa nãy là nhĩ quan thức. Nhĩ quan thức, nhĩ quan thức. Thích kiến thức. Pháp kiếm thức, tiểu tử nhìn rõ chưa? Đây là thứ kiếm thức. Hay quá. Tiểu tử, giống dĩ ba chiêu này, mỗi cái đều có một danh hiệu thơ đường rất điển nhã. Đó là gì? Gọi là... Ngươi có biết được chữ nào đâu. Ta nói ngươi cũng đâu có hiểu. Cho nên ta sửa cho ngươi ba cái tên vừa nghe hiểu liền. Tự mình luyện đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Lão bá, tiểu tử ngươi tuy rằng không phải rất thông minh, nhưng mà vẫn là có nghị lực. Được rồi, được rồi. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, đêm nay chuyện này không thể nói cho bất cứ kẻ nào biết. Lão bá bá, ngay cả sư phụ và sư muội ta cũng không thể nói sao? Cái não heo của ngươi không nghe rõ là bất kỳ kẻ nào sao? Việc này nếu ngươi tiết lộ ra ngoài, tính mạng của ta khó có thể bảo toàn. Rất có thể sẽ chết ở trong tay của ngũ dân thủ vạn chân sơn kia. Lão bá bá, võ công của người lợi hại vậy, sao có thể chết trong tay đại sư bá của ta? Ngươi có ý hại ta hay không? Hoàn toàn dựa vào bản thân ngươi. Lão bá bá, lão bá, nếu như ta muốn tiết lộ một chữ, liền cho ta trời tru đất diệt. Lão bá, lão bá, lão bá bá, lão bá bá, người đâu rồi? Địch Chất Nhi, mấy ngày nay con vất vả rồi. Nào, ăn nhiều vào. Ăn đi. Xem ra vết thương mà Địch Chất Nhi bị Lữ Thông đánh rất nặng. Huy Nhi, đi, đem kim sang dược của nhà chúng ta ra đi. Dạ.
Sukata không phải bị Lữ Thông làm bị thương, là bị tám cao đồ của ông liên thủ đánh. Ngồi xuống đi, vốn dĩ là như vậy mà. Là sự thật sao? Sư phụ, ngày đó chúng con cùng nhau uống rượu. Lịch sư đệ nói là người nhát gan sợ phiền phức, nhờ hắn ra tay mới đuổi Lữ Thông đi, mới không làm cho lão nhân gia ngài xấu mặt. Bọn con nghe xong thật sự tức giận, sau đó mới bắt đầu là như vậy đó sư phụ. Ra là như vậy, vốn là con định thay Dạng gia ta cứu Dạng thể diện. Dạng sư huynh nghe xong lời của hắn rất tức giận, lúc này mới hẹn hắn đấu kiếm. May là Dạng sư huynh chiếm thượng phong. Ngươi, ngươi nói bậy. Các ngươi tám người đánh một mình ta. Tam sư đệ, đồ đệ mà đệ dạy lợi hại như vậy, chẳng lẽ cần phải có tám đệ tử của ta mới có thể đánh thắng được một người sao? Con, đúng là như vậy. Dân Nhi, sư phụ, chính là tám người bọn họ đánh con. Con, Quê Nhi, là như vậy à? Địch sư đệ là khách nhân, con không dám nói. Địch sư đệ nói vậy. Sư phụ, bọn con vẫn luôn tuân theo giáo huấn của lão nhân gia người, làm sao có thể tám người đánh một được? Đúng vậy, vốn là Dạng sư huynh hẹn hắn so kiếm. Sau đó đại sư huynh nói hắn làm đại sư huynh không thể không ra mặt. Kết quả qua ba chiêu, đại sư huynh bỗng nhiên ra một chiêu Trường An Nhất Phiến Nguyệt. Địch sư đệ thì sao? Ở dưới ánh trăng không phân rõ phương hướng, đại sư huynh lại ra một chiêu Vô Vi Tại Kỳ Lộ, nhi nữ cộng chim cân. Kết quả địch sư đệ ăn liền ba kiếm của đại sư huynh, đành phải nằm trên mặt đất khóc lóc. Quả nhiên là như vậy. Dân Nhi, ta dặn đi dặn lại, bảo con không nên cùng chúng sư huynh tổn thương hòa khí, rồi con lại đánh nhau. Sư phụ, con không có. Con, Tam sư đệ, để xem. Phụ thân, người để sư ca nói rõ đi. Người ta có thể nói rõ ràng, nó có thể nói rõ hay không? Con có thể nói rõ. Con, sư huynh, sư phụ, bọn họ có thể đánh được con. Người để bọn khốn đó đánh thử xem. Con quay lại. Con không. Con quay lại cho ta. Con không. Con quay lại cho ta. Phụ thân, tám người các ngươi có bản lĩnh ra đây đánh cho ta. Ai không ra, người đó chính là rùa con khốn kiếp. Đến đi. Đã như vậy, các ngươi liền bồi vị địch sư đệ này luyện kiếm pháp cũng tốt. Dạ. Tam sư đệ, mời. Đến đi. Các huynh đệ tránh ra, để ta hiểu biết một chút cao chiêu của địch sư đệ trước. Dạng quốc ngưỡng tông chu, y quan bái miệng nỉ, phản giác nhượng xú tống, nhất quan bái mã hầu. Đây là ý gì chứ? Một người đánh không lại, còn khoác lác nó đánh tám người. Đứng lên đi. Lên đi. Đánh lại đi. Lên đi. Nhĩ quan thức, thứ kiên thức, thứ kiếm thức. Thank you.
Lên! Rất tốt. Phụ thân, 8 người bọn họ đánh một mình sư huynh, vậy sao được? Tốt. Rất tốt. Thích sư đệ, ta chúc mừng đệ đã luyện thành Liên Thành kiếm pháp. Chúc mừng. Chúc mừng. Giang Khuê, lại đi. Mấy chiêu lúc nãy ngươi vừa luyện không phải Liên Thành kiếm pháp thì là cái gì vậy? Liên Thành kiếm pháp cái gì? Quê Nhi. Dạ. Đây là Liên Thành kiếm pháp tam sư thúc của con dạy cho địch sư đệ. Các con làm sao có thể đối phó? Đại sư huynh, sư đệ, đệ giả bộ cũng rất giống đó. Đệ thật không hổ là đại trí nhược ngu, thiết tỏa hoành giang. Đại sư huynh, những chiêu kiếm này con học từ ai? Con nói sư phụ là đệ tử tự nghĩ ra. Nói hưu nói vượng, kiếm chiêu xảo quyệt như vậy con không thể nghĩ ra. Rốt cuộc là ai dạy con? Con không nói ta lấy mạng của con. Phụ thân, sư huynh cùng chúng ta một tấc cũng không rời, ai lại có thể dạy huynh võ công chứ? Những chiêu kiếm này không phải đều do lão nhân gia người dạy sao? Nói bậy. Quỳ xuống. Nếu còn không nói thì vĩnh viễn quỳ ở đây. Tam sư đệ, đệ không nên cố làm ra vẻ. Vừa rồi nữ nhi của đệ đã nói rõ ràng, thủ đoạn cao minh của thiết tỏa hoành giang cũng không thể dùng ở trên người sư huynh đệ. Đại sư huynh kính đệ ba chén. Mời. Vào trong xem. Tâm sư đệ, làm ca ca cạn trước làm kính. Sư đệ, nể mặt đi. Mời. Tốt. Tam sư đệ, đến phòng ta nói chuyện một chút. Kỳ lạ thật. Đi thôi. Liên Thành kiếm pháp, sao cho tới bây giờ chưa từng nghe sư phụ nói qua? Chẳng lẽ còn có kiếm pháp nào lợi hại hơn Đường Thi kiếm pháp? Tam sư thúc và phụ thân sẽ không cãi nhau chứ? Chúng ta đi xem. Đi. Sư huynh,
Bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi. Không, sư phụ kêu ta quỳ ở đây. Ta quỳ ở đây. Rau muống lúc nào rồi? Lỡ đâu phụ thân chịu thiệt thì làm sao? Cầm lấy. Phụ thân không mang binh khí. Đi. Tâm sư đệ, bí mật của mười mấy năm, hôm nay sự thật đã được phơi bày rồi. Sư đệ không rõ cái gì gọi là sự thật được phơi bày. Còn cần ta nói sao? Sư phụ chết như thế nào, không lẽ đệ quên rồi à? Ta không quên. Nhưng đồ huynh muốn không có trên người ta. Chuyện cách đây đã lâu, có lẽ đệ không nhớ. Không vội, đệ cứ suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta không cần phải nghĩ, lúc đó huynh cũng có mặt. Ta lúc đó ở đó. Nhưng sau đó thì sao? Ngay cả nhị sư đệ Ngôn Đạt Bình đều nói Liên Thành Kiếm Quyết ở trên người đệ. Tam sư đệ, nếu hôm nay đệ không giao ra, chỉ sợ là không đi được đâu. Huynh cứ một mực khẳng định Liên Thành Quyết của sư phụ ở trên người ta. Chứng cứ đâu? Ở trên người đồ đệ của đệ. Bộ kiếm pháp hắn vừa dùng nhẹ nhàng xảo diệu, giống nhau như đúc với sư phụ. Không lẽ không phải đệ dạy sao? Đồ đệ của ta, hắn trời sinh tính thông minh, chính là hắn ngộ ra. Ngay cả ta cũng không biết ở đâu ra cái gì Liên Thành Kiếm Pháp. Huynh gọi Dạng Khuê tới mời ta, nói chính huynh luyện thành Liên Thành Kiếm Pháp. Lời này huynh nói đúng không? Đúng, lời đó ta có nghe ông ấy nói qua. Đại sư huynh, sao huynh lại không nói chuyện gì? Lời này là ta nói qua, ta không nói như vậy để có thể tới sao? Quả nhiên là lừa đảo, đại sư huynh. Đúng. Hôm nay nếu đệ đem Liên Thành Quyết giao ra, lại đến phần mộ sư phụ dập đầu tạ tội, ta sẽ bỏ qua cho. Dựa vào gì để cho ta tạ tội? Dựa vào việc ngỡ sau lưng đâm sư phụ một dao, tước đoạt mạng lão nhân gia. Là như vậy sao? Đại sư huynh, huynh nói rõ đi. Sư phụ lão nhân gia là do một mình ta giết hay sao? Đệ trộm kiếm phổ, dụng trộm luyện thành Liên Thành Kiếm Pháp, còn muốn chống chế à? Cái gì mà Liên Thành Quỷ? Quyển sách kia rõ ràng là huynh trộm. Được. Được. Đệ nói là ta trộm. Vậy đệ nói cho ta biết, ta trộm như thế nào? Ở đâu? Huynh, ngày nào? Tam sư đệ, ta khuyên đệ nên nhanh chóng giao kiếm phổ ra. Tại sao ta phải giao cho huynh? Bởi vì ta là đại sư huynh. Được. Ta giao cho huynh. Quả thật là tam sư thúc. Thật không biết xấu hổ. Sư phụ. Cha. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Cha. Điều này không thể nào. Sư phụ ta, ông ấy sẽ không. Đúng. Không thể nào là phụ thân ta làm được. Không thể nào. Là phụ thân con làm. Ông ấy đâm ta một dao, từ đây chạy rồi. Mau đi bắt hung thủ. Mau. Dạ. Cha, chúng con đưa người lên giường. Sư muội, chúng ta vẫn là nên quay về trước. Đứng lại. Hai người các ngươi là đồng phạm giết sư phụ ta, một người cũng không được đi. Chuyện này không quan hệ gì với sư muội ta. Các ngươi muốn chém muốn giết thì tìm ta được rồi. Lỗ khôn. Chuyện này không liên quan đến bọn họ. Để bọn họ đi. Sư muội, chúng ta đi. Người đâu? Mau bắt hung thủ. Lục soát xung quanh. Nhanh lên. Lục soát, người đâu? Lục soát xung quanh. Tìm cho ra hung thủ. Bên này. Sư huynh, phụ thân ông ấy sao có thể? Ta cũng không biết. Dạng sư bá có chết không? Nếu hắn chết, vậy làm sao bây giờ? Tìm bên này. Nhanh tìm. Đại sư huynh, không tìm thấy hung thủ làm sao đây? Cho dù ông ta chạy đi đâu, chúng ta nhất định phải báo thù cho sư phụ. Cho dù có đuổi tới tận cùng trái đất,
chúng ta cũng xé xác ông ta thành muôn mảnh. Đúng. Ngày mai chúng ta phát Võ Lâm. Xin Võ Lâm anh hùng chủ trì công đạo. Sư phụ đang lâm nguy, chờ ngày mai lại nói. Đi. Đi. Cái gì? Dạng sư bá sắp chết rồi. Sư huynh, phải làm sao đây? Sư muội, đừng nóng vội. Ngày mai ta ở trước mặt mọi người nói cho rõ, bọn họ biết sư phụ là trong sạch. Nhưng mà dạng sư bá rõ ràng là bị phụ thân đâm trọng thương, làm sao ăn nói đây? Không quản được nhiều như vậy. Không được thì để bọn họ giết ta đi. Sư huynh, bây giờ trong lòng ta rất loạn. Chúng ta về thôi. Được, đi. Sư phụ, cứu mạng, cứu mạng, đến đây, cứu mạng, cháy. Cháy. Mau giúp ta rút thanh thủy thủ ra. Cứu giới. Tên trộm đâm trúng cô ở đâu? Mau, mau giúp ta. Cứu giới. Ở đâu? Làm gì vậy? Cứu mạng. Cô làm gì vậy? Cứu mạng. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Ai to gan như vậy? Cô làm gì vậy? Quá ra là người dâm tặc. Hái hoa tặc. Cô làm gì vậy? Sư muội ta. Sư muội. Cấm động. Cấm động. Có chuyện gì? Ta đang ngủ trong phòng, hắn ta liền xông vào muốn cô. Hắn còn nói rất nhiều lời không đứng đắn. Hắn nói sư phụ các người bị giết, hắn muốn cùng ta cao chạy xa bay. Ta không nói. Ta không nói. Hắn còn nói, nói sư phụ giết người sẽ liên lụy đến hắn. Hắn giấu rất nhiều vàng bạc, nói chúng ta cả đời đều không lo cơm áo. Cô nói bậy. Sư muội cô ta nói bậy. Đi, dâm tặc, đi. Đi, thả ta ra. Thả ra. Chậm đã. Mọi người trước tiên không nên làm khó địch sư đệ. Trước khi biết rõ sự tình, ngàn vạn lần không nên oan uổng người tốt. Người tốt cái rắm. Huynh không phải là tận mắt thấy, chính tai nghe sao? Đi, đưa hắn đi. Ngươi nói bậy. Dặn sư huynh, sư ca ta, huynh ấy không phải là người như vậy đâu. Hôm nay địch sư đệ uống rượu nhiều một chút, có lẽ là rượu say loạn tính. Trộm đồ nhất định là không. Chúng ta đi xem đi. Đi. Cấm động đậy. Thả ta ra. Tìm. Tang vật ở đây. Mở ra. Thả ta ra. Đây không phải của ta. Đây không phải của ta. Không phải. Ngươi xem cho kỹ đi. Ta sẽ giết ngươi. Dừng tay. Mọi người cho ta một chút mặt mũi. Không cần làm khó hắn. Đưa lên quan đi. Đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Sư muội, ta không phải trộm. Ta không có trộm. Ta không trộm. Ta không trộm. Đi. Sư muội, muội đừng đau lòng. Muội yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghĩ cách. Thăng đường. Huy vũ.
Dẫn phạm nhân địch dân, nguyên cáo Đào Hồng, thăng đường, huy vũ. Đi. Sư muội, sư muội. Đi. Quỳ xuống. Ngươi tên địch dân? Dạ, đại nhân. Tiểu nhân Quan Uổng. Tiểu nhân Quan Uổng. Dạng phu nhân mời nói. Chuyện xảy ra ước chừng là canh ba. Dân phụ đang muốn ngủ, đột nhiên một bóng đen xông vào. Dân phụ đang muốn hô lên, hắn liền bịt miệng của ta. Ta lúc này mới thấy rõ, hắn chính là địch dân. Đại nhân, đại nhân, im miệng. Đại nhân, ta không có. Quan Uổng cho ta. Miệt thị công đường, đánh cho ta. Dừng. Nguyên cáo nói tiếp đi. Hắn nói muốn thừa dịp lão gia bị thương, muốn ta đi cùng hắn. Còn nói hắn trộm rất nhiều vàng bạc tài bảo. Cô nói bậy. Đại nhân, cô ta nói bậy. Đại nhân, cô ta nói bậy. Dân phụ kiên quyết không theo. Hắn thẹn quá hóa giận, đem dân phụ ấn ngã trên giường, cầm đao bức người. May mắn tám đại đệ tử của lão gia kịp thời chạy tới, cứu được ta, bằng không... Người nói hắn cầm đao, rốt cuộc là cầm đao hay là cầm kiếm? Là kiếm. Dân phụ nói sai, đem đao với kiếm gọi chung là đao. Bị cáo, người đêm khuya lẻn vào Vạn Gia, trộm ngân lượng, cường bạo dạng phu nhân, có chuyện này sao? Đại nhân, tất cả là giả, tất cả là giả. Là bọn họ hại ta, ta bị oan, tất cả đều là giả. Ngươi nói cô ta hại ngươi, có chứng cứ không? Ta... Nguyên cáo, ngươi nói hắn trộm vàng bạc của nhà ai? Là của Dạng Chấn Sơn lão gia nhà ta, có vật chứng không? Đại nhân, có vật chứng. Đem vật chứng. Đem vật chứng. Vật chứng rõ ràng rồi, sao chạy tội được? Đúng rồi. Thích sư muội, muội không cần lo, người khác nói cũng vô dụng, đều phải nghe Lăng đại nhân. Vật chứng đầy đủ, truyền nhân chứng, truyền nhân chứng. Đại nhân, bái kiến đại nhân. Đại nhân, tiểu nhân Lỗ Khôn, địch dân cường bạo tiểu sư nương ta, là mấy người chúng ta tận mắt nhìn thấy, chúng ta đều thấy. Đại nhân, tiểu nhân Ngô Khảm, tang vật là từ dưới giường lục soát ra, ngày đó các sư huynh đệ đều thấy. Đại nhân, ta không trộm, ta không làm. Đại nhân, không bằng đem hắn nhốt vào trong lao, trọng hình hầu hạ, không sợ hắn không nhận tội. Đem phạm nhân tạm giam chờ xét xử. Bái đường. Bái đường. Đại nhân, Quan Uổng, ta là bị Quan Uổng. Đại nhân, sư muội, muội phải tin ta, ta không có làm, hãy tin ta sư muội. Đinh đại ca, huynh không thấy khổ à? Nói khổ cũng không khổ, nỗi khổ da thịt thì có là gì chứ. Niềm an ủi có được trong lòng ta, e là đất trời cũng không chứa được. Đúng. Vậy chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài. Thần chiếu kinh của ta đã bước đầu luyện thành rồi, chỉ cần củng cố thêm một năm nữa,
Nhà lao này không giam nổi ta. Công phu thần chiếu kinh của ta là nội công mạnh nhất thiên hạ. Huynh đệ, ta dạy để luyện. Ta không học đâu. Tại sao không học? Đinh đại ca, không phải huynh không thấy ta đã thành phế nhân rồi, học cái này có ích gì chứ? Đại ca ta không phải cũng là phế nhân sao? Để xem, bây giờ ta xem đi. Chỉ cần để cần cù khổ luyện, xuyên xương tỳ bà có tính là gì? Đại lao này có tính là gì? Những kẻ thù của chúng ta thì càng tính là gì chứ? Được, ta học. Là ta, Dạng Trân Sơn. Là Dạng huynh sao? Thất lễ rồi. Mời. Được, mời, mời. Đạo trưởng chuẩn bị hai chén trà cho ai vậy? Chuẩn bị cho người có duyên. Nói như vậy là chúng ta có duyên rồi. Mời ngồi. Mời. Vô duyên bất tụ, tương tụ hữu nhân. Lâu rồi không thấy huynh rảnh rỗi đến quan. Hôm nay ngọn gió nào thổi huynh đến đây vậy? Ta có việc trên người, nào nhàn rỗi được như đạo trưởng. Ta không có chuyện không đến Tam Bảo Điện. Tử trúc quan thanh bần của ta, tiếc không có châu báu. Hôm nay ta mang châu báu đến cho đệ đây. Thật vậy à? Là châu báu gì? Liên Thành Quyết. Liên Thành Quyết, đây là vật chí bảo giang hồ Dạng huynh nỡ tặng cho ta sao? Bây giờ ta biết tung tích của nó, chỉ là vẫn chưa có được. Tài phú quý báu, lẽ nào đạo trưởng không muốn có sao? Chỉ cần hai chúng ta liên thủ lấy được Liên Thành Quyết, tài bảo đó chúng ta mỗi người một nửa. Muốn nghe chi tiết? Tiểu huynh đệ, ngày khổ của chúng ta đến đây thôi. Đinh đại ca, khi nào chúng ta động thủ? Canh ba đêm nay.
Quynh đệ, ráng chịu chút. Ta giúp đệ lấy xích sắt trên xương tỳ bà xuống. Đệ phải dẫn khí phối hợp với ta. Được. Cha, Giang Khuê, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Cha, ngươi cho rằng lão tử chỉ có một chút bản lĩnh sao? Lão tử năm đó là Dẫn Nghệ Đầu Sư, Bát Quái Thần Truy Thái Bảo là sư phụ đầu tiên của lão tử. Cha, đi. Kiến thức Dặn Chân Sơn, ngươi chạy không thoát đâu. Thích Lão Tam à, đệ muốn dứt khoát chết hay là chịu khổ mà chết đi? Được thôi, nếu như Quynh muốn biết thì đệ sẽ nói Quynh biết. Con gái đệ đã đánh cắp kiếm phổ giấu vào trong sơn động. Quynh tưởng rằng nó là một người tốt lành sao? Quá ra là như vậy. Ta lại hỏi đệ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc là đệ đã trốn ở đâu? Nói. Đệ còn trốn ở đâu nữa? Đương nhiên là đệ trốn đi nghiên cứu Liên Thành Quyết rồi. Sau đó đệ dứt khoát mở một tiệm sách. Có đánh chết huynh cũng không dám nghĩ, đệ lại dám ở Kinh Châu mở tiệm sách. Được rồi, bớt nói dớ dẫn. Muốn chém muốn giết, đệ sẽ tuân theo. Được, vậy đệ đi tìm con gái đệ tính sổ đi.
phụ.